cho bạn mượn license. Thì bạn xuất ra cái yêu cầu đó, bạn gửi tới cái người mà quản lý license đó, người ta sẽ inbox cái file yêu cầu đó vào. Và việc người ta cho bạn sử dụng bao nhiêu ngày á là do người ta quyết định. À, người ta xuất ra cái file rồi xong cho bạn mượn 10 ngày, ok, xuất ra cái file đó xong gửi qua email cho các bạn. Và các bạn xuống dưới thông thường, các bạn inbox vô tự động license ở trên máy, bạn AT lên, kích hoạt lên. Và cái license ở công ty á, nó tự động nó đi AT. Thì license mỗi một mà, nếu bạn cho mượn thì bạn, nếu mà nó không đi AT thì bạn muốn cho mượn bao nhiêu cũng được, nó không hợp lý. Thì sau khi mà bạn dùng hết 10 ngày á, thì nó đếm thời gian giống như mềm treo vậy thôi. Khi bạn dùng hết 10 ngày thì tự động cái license nó không còn kích hoạt nữa. Và cái license ở công ty của bạn á, kích hoạt nó lại. Nhưng mà bạn cái chừng là cái câu cái việc mà bạn sử dụng xong ví dụ con chuẩn dùng trong 5 ngày đúng không, mà không dùng nữa trả lại cũng được nha, nó phải đúng 10 ngày nó hết, nghĩa là bạn muốn trả lại cũng không được. Thì lúc bạn này bạn một mình bạn chỉ có license không ai sử dụng được đó. Thì cái việc mà net được license mà khi cập thẳng vào server thì nó giải quyết việc đó, nghĩa là bạn kết nối với bạn sử dụng bạn kết nối gì bạn nghĩ, nhưng mà nó yêu cầu cái cơ sở hoàn thành thông tin của bạn nó phải có. Đây, hãng Keysling là cái hãng mà Vibrant, bằng nó Vibrant để làm ra cái máy đấu dây tự động. Các bạn lên search cái từ Keysling này, robot Keysling, để các bạn cho thấy luôn cái này luôn, lấy cái con robot đấu dây tự động nó chạy cái con demo luôn đó. Còn cái việc nó tung ra thị trường lúc nào thì không có rõ lắm. Hoặc là Steinhauer, Implant còn liên kết với nhiều một số hãng phần mềm khác nữa nha. Nó còn nhiều thứ phía sau nữa, nói chung là cái bộ phần mềm Implant rất lớn. Với trong phòng biết mình không thể nắm được điều gì. Ở Việt Nam mình cũng chưa có cái khả năng lực mà tiếp nhận tới cái mức độ như thế. Năm nay là Việt Nam mình sẽ có hai công ty đầu tư lên sàn Implant. Mình chia sẻ xíu là cũng sẽ rất là hay. Họ sẽ mua những cái gói phần mềm Implant trên nữa. Có nghĩa là ở Việt Nam thì chưa có công ty thứ hai nữa. Còn chi tiết về sau thì sau đây chúng ta mình sẽ chia sẻ sau. Xin chào mọi người. Năm ngoái thì giữa bên mình với lại Island Việt Nam là Siemens Việt Nam là tổ chức 3 cái hội thảo ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội là về tổ chức hiệu về cái chức năng và trao đổi dữ liệu giữa TMOCO V4 với lại Island. Thì mình xin nhắc lại cái nội dung là như thế nào, có nghĩa là từ Island 2.7 trở lên á thì là các bạn thiết kế cấu hình BOC bên TI-TI-Alco, TI-Selection Tool cũng được luôn, nhưng mà TI-Alco thì nó toàn diện hơn. Thì các bạn khai báo là CPU gì, rồi bộ nguồn, rồi cấu hình module IO các thứ, rồi các bạn khai báo ELIS xong cấu hình đúng không, thì các bạn xuất ra cái file gọi là file AML. Thì cái file AML đó các dùng Implant, các bạn import vào thì nó sẽ ra y chang cái cấu hình mở bạn bản lên video cô luôn. Nó sẽ có là trên danh sách thiết bị nó có là nguồn CPU, các module in-out vân vân. Rồi description của cái chân đó là gì luôn đó. Qua bên này là có luôn. Và bằng lần ngược lại thì sao? Thì như bên này bạn thấy description này không đúng, mình thiết kế lại xong lại export lại file AML đó và qua TL cô mình import ngược lại nó vẫn ra lại cấu hình. Ok luôn. Thì việc này giảm thiểu là gì? Khi mình thiết kế TI bộ tô á, mình không mất thời gian để mà qua bên Implant mà mình phải vẽ lại từng module mà mình từng khai báo lại những chân nữa, trao đổi lượng tin. Và khi update hai bên cùng update rất nhanh với nhau, trao đổi rất nhanh với nhau, và giữa đi thiết kế chi tiết và đi thiết kế trên software làm việc rất là khỏe. Như này lúc nào mình không làm cái bước thủ công giảm xuống rồi. Và cái phần mềm nó hỗ trợ chính đó là cái TI bộ tô của V14 của Siemens và cái IQ World giờ V15 sắp có V16 rồi. Ừ. Ừ. Thì nó cũng vậy thôi. V15 mình không mạnh lắm, nhưng mà một số hãng UC khác cái mức hỗ trợ trao đổi dữ liệu á nó không có đạt tới cái mức như của Tiago với lại là Mitsubishi, nó nhiều hơn, có nghĩa là bọn import qua nhưng mà cái khả năng tiếp nhận dữ liệu của nó không có đầy đủ như là dưới hai mặt đó, hai mươi nó bị hỗ trợ mạnh nhất.
cái file AML rất hay nha. Sau này cái file AML là hỗ trợ cho trong trong machine learning rất là mạnh. Thường thường chúng ta hay cái file dữ liệu là hai file XML đúng không? XML là cấp thấp rồi, AML là cao nữa. Rồi một phần y tế Bosnia, cái này cực kỳ hay. Bosnia. Tên gọi tiếng Anh của nó là EEC, cái này AEC á. Nhưng mà bây giờ cái đó nó cũ rồi, đổi qua tên mới là Bosnia và chức năng nó khác luôn. Mình mô tả hoạt động của cái đó này nó như thế nào. Bây giờ nó phù hợp hơn